bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 30 tháng 1, thứ ba tuần 4 thường niên. Hỡi em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó, người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đến. Trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha kaumi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Cái khẽ chạm của lời Chúa. Hỡi em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Cả ba phép lạ chữa lành trong đoạn tin mừng hôm nay đều nói đến một cái khẽ chạm. Xin ngài đến đặt tay trên nó. Biết sao tôi chạm tới áo người? Người cầm tay đứa nhỏ. Quả thực, những người đang đau bệnh, đau khổ, tin chắc họ sẽ được chữa lành nếu được Chúa Giêsu chạm đến họ, hoặc họ chạm đến người. Và quả thực như thế, cái khẽ chạm của Chúa Giêsu đã đủ làm nên điều kỳ diệu, đã đủ biến đổi con người từ chỗ thất vọng ê chề đến tràn trề hy vọng, đã đủ biến từ sự chết sang sự sống. Việc ấy đã xảy ra với những người tin tưởng, khát khao gặp Chúa và khát khao được chữa lành. Còn hơn một cái khẽ chạm, lời Chúa vẫn rót vào lòng chúng ta, Thánh Thể Chúa chúng ta vẫn rước vào lòng. Thế mà, ta
Tại sao chúng ta vẫn bệnh hoạn, vẫn bất động, vẫn như một cái xác không hồn? Có phải chúng ta không có lòng khát khao điều thiện hảo, khát khao được sống trong Chúa, với Chúa? Có lẽ nào chúng ta để cho lời Chúa và Thánh Thể Chúa phải sống chung trải trong căn nhà tâm hồn chật chội vì ngổn ngang toàn những thứ rác rưởi, ô uế, kiêu căng, bất chính được sao? Ước gì các gia đình khiêm nhường nhận ra mình đang chết trên đống bã phù vân, chết trên hạnh phúc ảo tưởng của lạc thú, chết trong cái nùi kiêu căng, mê muội, hư danh. Và vì thế, hãy nhắc nhở nhau xin Chúa một cái khẽ chạm để được Chúa chữa lành những thứ bệnh mê muội vật chất. Ông Tư hay nói linh tinh: xin ơn chữa lành chưa đủ, còn phải cộng tác với Chúa bằng việc buông bỏ những điều bất chính. Bác sĩ chữa bệnh lao cho bệnh nhân kia, còn đề nghị bệnh nhân bỏ thuốc, bỏ rượu. Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết từ bỏ những bất chính, biết khát khao nền công chính, luôn tin tưởng cái khẽ chạm của lời Chúa và Thánh Thể Chúa sẽ cứu sống linh hồn. Amen. Chào tháng 1 năm 2024. Chào tháng kính Thánh Gia. Kính chào Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Chào kính một gia đình chuẩn mực thánh thiện và hạnh phúc cho tất cả các gia đình nhân loại. Xin chiêm ngưỡng Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã khiêm nhượng vâng phục Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối. Xin chúc tụng Mẹ Maria, xin chúc tụng Thánh cả Giuse cũng đã hết lòng khiêm nhượng xin vâng thánh ý Thiên Chúa để Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của người. Và sống theo lời Chúa TV, xin kính chúc quý gia đình được ơn khiêm nhường và xin vâng thánh ý Chúa và xin dâng tất cả cho Chúa để xây dựng mái nhà mình thành mái ấm yêu thương hạnh phúc, xây dựng gia đình mình thành giáo hội thu nhỏ tràn ngập tình thương của Thiên Chúa và là địa chỉ sẻ chia yêu thương cho người, cho đời. Xin tạ ơn Chúa vì Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Amen. Xinh bóng cha trong con in hình.
khúc ca, lưỡi con vang lời cảm tạ. Chúa đã vì yêu thiết tha nối tim cha hòa tim mẹ. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà. Mẹ là hạt sương sớm mai, có kim cương nào sánh bằng. Dẫu rằng hạt sương chóng phai, Chúa yêu cha đã ban tặng. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Xin Chúa thương đời mẹ một đời vì yêu thiết tha. Xin Chúa thương đời cha tàn tạ theo tháng theo ngày. Đoàn con này xin Chúa chúc lành cho mẹ cha, sống yên vui tràn hòa, tình yêu Chúa luôn đậm đà. Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Chúa cho con